Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã phát hiện một nam hành khách quốc tịch nước ngoài giấu 7 miếng kim loại có trọng lượng khoảng 7 kg, bước đầu nghi là vàng, nhập cảnh từ Hồng Kông vào Việt Nam. Theo thông tin từ cơ quan hải quan, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10, tại ga đến của nhà ga hành khách quốc tế T2, trong quá trình làm thủ tục hải quan cho chuyến bay UO550 từ Hồng Kông, đội thủ tục hành lý nhập khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện một hành khách có dấu hiệu nghi vấn. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, đội 6, Công an thành phố Hà Nội và Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài kiểm tra hành lý và hàng hóa của hành khách này. Tại khu vực kiểm tra, người đàn ông này đã tự lấy ra 7 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng. Trong đó, 5 miếng được giấu quanh cặp quần và 2 miếng còn lại được giấu trong đế giày. Khi bị phát hiện, hành khách khai nhận được thuê để vận chuyển số vàng này từ Hồng Kông sang Việt Nam, với tiền công $100 Hồng Kông cho mỗi miếng vàng. Theo kế hoạch, sau khi ra khỏi khu vực sân bay, sẽ có người đón và nhận số vàng này. Vụ việc đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài bàn giao toàn bộ đối tượng, hồ sơ và tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, như báo SGGP đưa tin ngày 4 tháng 10, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cũng đã phát hiện 2 vụ hành khách nước ngoài giấu kim loại nghi là vàng trên người khi nhập cảnh, với tổng trọng lượng khoảng 6 kg. Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, trong bối cảnh thị trường vàng biến động phức tạp, đơn vị đã tăng cường tinh thần cảnh giác, triển khai các biện pháp phòng ngừa và phát hiện các hành vi gian lận trong xuất nhập cảnh.